Vâng, lại like mới chia sẻ lên giúp em với mọi người ơi. Các chị chia sẻ live stream nhiệt tình lên giúp em nha mọi người nha. Sao đợt này tương tác kém thế không biết nữa. Chia sẻ live stream nhiệt tình lên giúp em nha. Em thử xem nào có lên được view không? Không lên được view, cái view này em chịu chết, em không bán được hàng rồi chị ạ. Không thể nào bán nổi luôn. Các chị muốn em lên gì các chị comment lên lên cho mọi người ạ. Muốn em lên gì em comment lên cho. Khiếp đợt này tương tác nó phải nói là nó quá là kém luôn. Quá là kém luôn. Like gì đâu mà like, like thì có mười mấy người xem mà tụt xuống còn mấy người xem mà. Like kiểu gì nổi. Like kiểu này là chết luôn đấy ạ. Like kiểu này là chết luôn, nó chết dập nó luôn. Ok, em thấy chị Trang Lê chia sẻ cho em rồi. Thấy chị Trang Lê chia sẻ rất là nhiệt tình luôn. Chia sẻ rất là nhiệt tình cho em luôn. Em chào chị Gia Hân Lâm nhá. Vào xem like ủng hộ tinh thần cho em, cho lên mắt xem nào chị ơi. À, mấy chị khách cũ các chị tương tác bài với em đi mọi người ơi. Các chị tương tác bài với em nhá. Các chị nha, tương tác bài lên với em đi mọi người. View chán quá các chị ạ, view chán quá. Thế từ trước đến giờ em like view chán kinh khủng khiếp luôn. Rồi hai quần đỏ tặng đầu like cho may mắn với giá là 9.000 đồng các chị ơi. Tặng quần đỏ đầu like với giá là 9.000 đồng các chị nha. Hàng 49.000 tặng luôn đầu like với giá là 9.000 đồng. Áp dụng khách chia sẻ live stream cho mọi người nha. Em tặng hai quần đỏ đầu like với giá 9.000 đồng xem là có may mắn có lên được view không mọi người ạ. 9.000 đồng các chị nha, 9.000 đồng nha. 9.000 đồng, 9.000 đồng các chị ạ. Tặng với giá là 9.000 đồng xem là có lên nổi người xem không? Có lên được à? Có lên được comment không? Trưa nay đã bị ám quẻ rồi, chiều tối nay lại tiếp tục bị ám quẻ thì chắc là chết luôn các chị ạ, chắc là chết luôn ạ. Hai cái quần đỏ đầu like giá là 9.000 đồng các chị nha. Một cái là size cho bé 25 cân đổ xuống và một cái cho bé khoảng chừng 16 17 cân đổ xuống nha mọi người nha. Hai cái các chị chọn cân nặng cũng được các chị ạ, chọn cân nặng cũng được. Chị nào vào like thì thấy em các chị chấm bài nhiệt tình lên giúp em đi mọi người ơi, chấm bài lên giúp em với nha. Chấm bài nhiệt tình lên giúp em với mọi người ơi. Trời ơi các chị ơi, gần như là năn nỉ mọi người luôn đấy. Chấm bài lên giúp em nhá. Tại vì bây giờ view rất là thấp nên rất là cần cái sự tương tác của mọi người luôn. Nên là các chị chia sẻ, các chị tương tác với em cho tốt nha mọi người nha. Đó, chia sẻ live stream tương tác với em cho tốt tốt tí mọi người. Chấm bài đi các chị ơi, chấm bài nha mọi người nha. Hai quần đỏ đầu like giá là 9.000 đồng các chị ạ, 9.000 đồng nha mọi người nha. Từ trưa ra tặng quà bao nhiêu luôn đấy, tặng quà bao nhiêu luôn đấy, không phải tặng quà ít đâu chị ạ. Nãy đầu like tặng hai cái thiết kế giá nó 9.000 đồng luôn ạ. Đó, tặng luôn 9.000 đầu like luôn, tặng 9.000. Các chị comment vào đây là mã xả vía 9k đấy giúp em đi mọi người ơi. Xả vía 9k mỗi chị một cái quần đỏ với giá là 9.000 đồng các chị nhá, 9.000 đồng. Một cái nó size 25 cân và một cái cho bé khoảng chừng từ 10 17 cân đổ lại mặc vừa. Các chị có thể chọn cân nặng được nhưng mà chị nào được mã quà tặng rồi thì các chị nhường cho chị khác chưa được nha. Các chị chốt vào đây là mã xả vía 9k đấy giúp em. Xả vía 9k 9.000 đồng một quần các chị nhá, 9.000 đồng một cái quần. Đó. Các chị nhìn hàng xịn sò nhưng mà hàng cứ phải em tặng hàng vớ vẩn cho các chị đâu. Chốt vào đây cho làm mã xả vía 9k rồi giúp em. Mỗi chị một cái quần với nó trên giá là 9.000 đồng rồi ạ, 9.000 đồng nha. Chốt vào đây là xả vía 9k đi mọi người ơi. Chốt vào đây cho làm mã xả vía 9k nha, xả vía 9k trời ơi. Không ai chốt, không ai comment lên nào các chị, không ai comment lên luôn hả? Comment nhiệt tình lên giúp em với mọi người ơi. Chị nào lấy các chốt vào đây là xả vía 9k để cho em nha, xả vía 9k để cho em. À, chị thấy em không? Em thấy chị Trang Huyền mà, em có thấy chị mà xong thấy. Chị nào em cũng có thấy hết, là có mấy người mà xong thấy được. Đâu có phải là 100 người xem hay bao nhiêu người xem đâu mà không thấy cái chị đúng không ạ? Chốt vào đấy cho nào mã xả vía 9k đấy, chị nào lấy chốt xả vía 9k đấy giúp em nhá. Xả vía 9k đấy giúp em. Chị nào lấy quần đỏ chị chốt vào đấy là xả vía 9k nhá, chị xả vía 9k mà chị nào chốt nào mọi người ơi. Không có chị nào chốt luôn hả? Tối nay không biết em có like nổi không. Không biết là có like nổi không hay là phải chia tay với các chị. Vì view nó chán quá các chị ạ, view nó chán quá. Chưa bao giờ like mà tương tác mà đến mức mất tương tác đến mức như này luôn. Không có chị nào lấy má quần đỏ hả mọi người, 9.000 mà không chị nào comment luôn hả mọi người. Em mang có 9.000 cũng không chị nào comment luôn hả?
Sợ thật luôn á. Bán 9.000 thì nào comment luôn. Xả vía 9k đấy giúp em nha mọi người nha, xả vía 9k. À chị Trang Huyền lấy một bộ 7 cân là ok chị, ok cho chị Trang Huyền một bộ này. Sao nãy không thấy chị comment? Nãy không thấy chị comment. Cho chị Trang Huyền một bộ đi. Chị Trang Huyền mở hàng một bộ. Đây đúng không? Chị Trang Huyền đây một bộ này đúng không? Ok chị Trang Huyền một bộ 39.000 này. Chị Trang Huyền 39.000 là ok chị Trang Huyền này. Ok chị Trang Huyền thấy nhá, chia sẻ livestream đi giúp em với chị. Chia sẻ livestream đi giúp em với mọi người ơi. Các chị chia sẻ livestream nhiệt tình đi giúp em với nhá. Má đầm sơ mi này em còn có mấy cái thôi này các chị ơi, tặng nốt cho mọi người này. Đầm sơ mi em còn có mấy cái thôi, size này khoảng chừng cho bé khoảng chừng 16 cân đổ lại các chị nhá. 16 cân đổ lại. À 78 cân, 78 cân trở lên là vừa đấy chị ạ, 78 cân trở lên cho đến 16 cân đổ lại này em bao vừa đầm sơ mi, hàng này hàng em bán 49.000 các chị ạ. Sơ mi lụa hàng 49.000 ạ. À còn màu nào nữa không chị? Còn màu hồng này chị Trang Nguyễn ơi. Còn màu hồng này à. À em chào chị Đỗ Hường nhá, chia sẻ livestream đến giúp em đi mọi người ơi. Có hai màu thêm một màu hồng nữa, chị có lấy màu gì không phải màu hồng màu gì ta? Màu gì lại à, đây màu vàng nữa này. Màu vàng chị có lấy không? Trang Huyền màu vàng vừa này chị có lấy không? Màu vàng vừa em lấy cho, lấy cho. 13 cân đổ lại em bao vừa các chị nhá. Ơ lộn. 7 cân trở lên rồi đến 15 cân đổ lại em bao vừa luôn, nhưng mà bộ vàng này nó size nhỏ nhất. Chị nào lấy chốt vào đây cho em. B1 các chị ạ, B1 thì giá là 39.000 đồng một bộ mọi người nha. Chất cốt tông lạnh co giãn cực 4 chiều cực kỳ thoải mái luôn, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các chị nhá. Chị nào lấy B1 các chị chốt B1 vào đây cho em. B1 vào đây cho em nha. Rồi cái mã này khoảng chừng 16 cân đổ lại mặc vừa này. Em ra sản với cái size nhỏ xong là từ từ các chị thích lên size lớn nó sẽ lên size lớn cho mọi người. Chị nhớ là chị nào đang xem like các chị chấm bài lên giúp em nha. À, lấy luôn đi chị. Ok chị Trang Huyền này. Em xả giá rẻ quá luôn đi chị ạ, xả giá rẻ quá luôn ạ. Trang Huyền chia sẻ livestream đi giúp em đi chị Trang Huyền. À, cho chị Trang Huyền một bộ này, 39.000 luôn. Cái này là xả size nhỏ chị nha, em xả size nhỏ thôi. Chứ còn size lớn em không xả đâu chị ạ. Size lớn em xả đâu, nay em nhập còn cao hơn luôn đấy mọi người. Đây này nha, đầm sơ mi này nha, size bé khoảng chừng từ 7 cân đổ lên cho đến 16 cân đổ lại em bao vừa luôn. Hàng 49.000 xả tặng luôn cho chị, giá là 35.000 luôn. 35.000 cái đầm sơ mi này các chị chốt vào đây là mã đầm sơ mi kèm cân nặng vào đấy giúp em nha mọi người nha. Đầm sơ mi kèm cân nặng vào đấy giúp em với giá là 35.000 luôn nha mọi người nha. Còn có 3 cái thôi nên là các chị nào lấy các chị chốt vào đây là mã đầm sơ mi. Xả luôn cho chị với giá là 35.000, chất không đẹp em không lấy tiền mọi người luôn. Đó chốt vào đây cho là mã đầm sơ mi nha mọi người nha, đầm sơ mi vào đấy giúp em. Rất là đẹp luôn. Xinh lắm luôn, chất là chất lụa chị nhá, chất là chất lụa cực kỳ đẹp luôn. Chốt vào đấy cho là mã đầm sơ mi vào đấy giúp em. Đầm sơ mi các chị ạ. Đẹp lắm luôn nha mọi người nha. Có ba cái thôi. Chị nào đang xem like các chị chấm bài để tăng tương tác đi mọi người ơi, chấm bài giúp em với nhá. Các chị comment vào đây cho là mã đầm sơ mi các chị ạ, đầm sơ mi. À đồ bộ có màu xanh không chị? Đầm sơ mi vào đấy giúp em nhá. Rồi chị nào lấy đầm sơ mi các chị chốt đầm sơ mi vào đấy giúp em đi mọi người ơi, đầm sơ mi vào đấy giúp em nhá. Màu xanh là màu này này chị ơi, màu xanh là màu này nè. Nhưng mà màu xanh số nó to hơn. Màu xanh này khoảng chừng mười mấy cân, chị nào lấy đầm sơ mi các chị chốt đầm sơ mi vào đấy giúp em nhá. Đầm sơ mi vào đấy giúp em. Đúng rồi, đẹp mà nhỏ tại vì nó còn size nhỏ á chị Gia Hân Lam ơi, nó còn size nhỏ đây nè. Nên là em sell lốt cho chị, nó còn size nhỏ đây nè, em sell lốt chị ạ. Sell lốt cho chị ạ. Rồi mà váy này còn có một cái, chị ơi còn có một cái nè. Size này khoảng chừng cho bé khoảng chừng 25 cân đổ xuống mắc vừa chị ạ. Còn có một cái thì 25 cân đổ xuống mắc vừa, 45.000 đấy chị nha. 45.000 chị nào lấy cái chị chốt vào đây cho là mã váy hồng vào đấy em với giá là 45.000. Chất rất là đẹp luôn chị nha, cách điệu là chất cực kỳ đẹp luôn. Váy hồng vào đấy em với giá là 45.000 đồng một váy chị nha, mặc lên cho bé siêu xinh luôn. Chốt vào đây cho là mã váy hồng chị nha, váy hồng vào đấy em. Đẹp lắm á chị nha, đẹp lắm luôn nha. Chốt váy hồng 45.000, 25 cân đổ lại mặc vừa chị ạ. 25 cân đổ lại mặc vừa nha, chốt vào đây là mã váy hồng vào đấy em. 45.000 em còn có một cái, chất đẹp lắm, chất mềm đẹp lắm mọi người. Mềm bao đẹp luôn. Chốt vào đấy là mã váy hồng nha mọi người nha, váy hồng ở đây cho em.
Chị nào đang xem live các chị cho em xin một chấm các chị nhá, chấm bài tương tác lên giúp em với mọi người. Thả tim thả like lên giúp em với nha mọi người nhá, thả tim thả like lên giúp em với. Còn các chị muốn em lên gì thì em lên cho, chị ơi muốn em lên gì em lên cho. Đây này, em lên cho chị mã bộ đũi này. Lên chị mã bộ đũi này, chị ơi đũi này, đũi đẹp lắm á chị ạ. Đây này nhá. Xinh lắm luôn nha mọi người nha, xinh lắm luôn. Đây này, đũi này, chất đũi, đũi 2 giây chị ạ. Đẹp không mọi người? Một cái áo này và kèm theo cho bé là một cái quần này. Xinh lắm luôn chị nha, bộ đũi. Chất siêu mát, siêu phê luôn. Xem này em xem là size to nhất của nó là bao nhiêu cân để em mới biết đường em bán cho mọi người được. Có này chị Trang, có này chị Trang Huyền ơi, có chị ạ, có nhá. Đũi này size cho bé 20 cân đổ lại em bao vừa các chị ạ. Size cho bé 20 cân đổ lại em bao vừa nhá, rất là đẹp luôn, đũi 2 giây này. Đẹp lắm, xịn sò lắm các chị nhá. Đó, bộ đũi mặc bao mát bao phê luôn, bán cho chị với giá là 39.000 đồng một bộ các chị ạ. 39.000 đồng một bộ nhá. Chị nào lấy các chị chốt vào đây cho là mã B1 kèm cân nặng vào đây cho em. Em xem size nhỏ nhất của nó là bao nhiêu cân. Cái này 7 cân vừa đấy chị ơi. 7 cân vừa đấy chị ạ, 7 cân vừa đấy. Size này có size nhỏ mà. Có size nhỏ mà. 7 cân vừa đấy chị gì ơi, chị gì thì vừa comment đấy, 7 cân vừa đấy. $39.000 một bộ, chị nào lấy cái thì chốt vào là mã B1 nhá. 20 cân đổ lại em bao vừa luôn. 20 cân đổ lại em bao vừa luôn. 7 cân vừa đấy chị gì đang comment đấy. Rồi chị nào lấy B1 các chị chốt B1 vào đấy cho em nhá, rất là đẹp luôn, chất đẹp lắm đấy, chất đẹp lắm luôn. B1 phải gen 39.000 đồng một bộ đũi các chị ạ. Chị nào lấy B1 các chị chốt B1 nhá chị nha, 20 cân đổ lại em bao vừa luôn. 20 cân đổ lại bao vừa nó siêu xinh luôn. Đó, siêu xinh luôn, bán nó chị giá chỉ có 39.000 thôi mọi người ạ. Chị ơi có váy 21 cân không ạ? À? Có chị ơi, có váy nhá. Chia sẻ livestream lên giúp em với các chị ơi, các chị chia sẻ livestream đi, nhà em váy nhiều nó 21 cân em vừa lên mã này này chị ấy ơi. Chị Dương Quân Quỳnh Chi này, mã này này có một cái em xả nốt với giá là 45.000 nè. Lấy mã này các chị chốt vào em đây là mã hồng nhá, 25 cân đổ xuống em bao vừa luôn. Đó chốt vào đây là mã váy hồng, hôm nay chị không xem live chất của nó rất là đẹp luôn nhá. Hàng này hàng 49.000 55.000 em xả tặng nốt cho chị với giá là 45.000, chốt vào đây là mã váy hồng ở đây cho em nhá. Giá chỉ có 45.000 thôi chị ạ. À, chị có áo khoác cho bé 7 cân không? 7 cân hả chị? 7 cân của áo nào ta? 7 cân em có đấy chị ơi, có áo khoác, có áo khoác nhưng mà áo gió chị, áo gió đấy. Cho coi bộ bé gái 10 cân. Đây là chị Nina Trần ơi, có bộ bé gái 10 cân này. Đây là chị nào lấy váy hồng thì chị chốt váy hồng ở đấy cho em nha mọi người nhá. Váy hồng ở đấy cho em. Còn một cái giá 45.000 nha, 45.000 nha, đẹp lắm luôn. Xinh lắm luôn. Rồi chị nào lấy bộ này các chị chốt bộ vào cho em nhá. Thôi bộ này 7 cân bỏ qua đi chị ơi, bộ này khoảng chừng từ 10 cân trở lên đi. 10 cân trở lên đi, tại vì em thấy bộ này cũng to, 9 cân trở lên đi. 8 9 cân trở lên đi. Nếu mà thực ra tại vì cái dây nó hơi dài, 9 cân trở lên đi cho đến 20 cân đổ lại. Chốt vào đây cho là mã B1 với giá là 39.000 đồng bộ đũi các chị nhá. B1 phải cho em. B1 phải cho em với giá là 39.000, tương tác kém có buồn chả buồn like luôn các chị ạ. Tương tác kém quá. B1 các chị nhá, bộ đũi với giá là 39.000, hàng này hàng mới về các chị ạ. Mới về đấy, mặc lên cho bé siêu xinh luôn, 2 giây rất là đẹp luôn đó chị nhá. B1 với giá là 39.000, thật sự là em bán lấy tương tác cho mọi người thôi. Vì nó không có tương tác, em chỉ bán lấy tương tác cho mọi người thôi. Bán cho chị bộ đồ mà bộ đũi đẹp thì em bán thì chỉ có 39.000, em bán lấy tương tác cho mọi người ạ. Còn nếu có tương tác em bán rẻ nhất thì chị phải 45.000, chứ không có giá 39.000 này đâu. Nên các chị tương tác nhiệt tình lên giùm em nhá mọi người nhá, tương tác lên giùm em với nhá. Đây 20 cân đổ lại em bao vừa, nó bộ này size to, bộ đũi size to này có 20 cân này, mọi khi bộ đũi này em không có 20 cân đâu. Khoảng chừng chỉ 16 17 cân thôi mà lần này nó có size to này, chị thấy không? Nó có size to 20 cân đổ lại luôn. Mình chốt vào đấy cho em là B1 kèm cân nặng vào đấy cho em nha mọi người nhá. Giá cho các chị yêu thương chỉ có 39.000 đồng nguyên một bộ luôn mọi người ạ. 39.000 thôi các chị nhá. 39.000 thôi, em bán lấy tương tác cho mọi người ạ. Chốt B1 kèm cân nặng vào đấy cho em nhá.
B1 16 cân cho chị Ngọc Mai một bộ này. Ok chị Ngọc Mai một bộ này. Rồi còn chị nào lấy B1 các chị chốt B1 với gen nhé. Toàn màu đẹp cho các chị ạ. Đây này nhá, toàn màu đẹp thôi. B1 thì giá nó 39.000 các chị ạ. 39.000. Các chị lên comment vào đấy cho em là B1 các chị nhá. B1 với gen với giá nó chỉ có 39.000 thôi. Lên comment vào đấy cho em là B1 nha mọi người nhá. B1 với gen. Chất rất là đẹp luôn. Chất đũi mà các chị ơi, chất đũi mà. Chất đũi mà sao không đẹp được đúng mọi người, chất đũi rất là đẹp luôn. Đó, cách điệu viền cực kỳ đẹp luôn. Bộ này các chị mua thị trường bèo nhất phải có phải 70-80 nghìn một bộ. Tại vì đũi này là chất đũi đẹp mà. Đũi nó tăm mịn đẹp nó chị ạ. Các chị chốt vào đấy cho em là mã B1 nha mọi người nha. B1 vào đấy đi em. Các chị muốn lên váy hay lên riêng lên cho mọi người ạ. Lên váy hay lên riêng lên cho. Các chị có muốn lên váy thiết kế không? Lên váy thiết kế cho. Chốt B1 vào đấy giúp em nhá. Đây này, bán tặng cho chị mã này, này. Có size nhỏ là chị nào có vừa hỏi à, chị nào vừa nói vừa ấy size nhỏ này, các chị chốt size nhỏ này đây nè. Size này khoảng chừng 7 cân bổ đổ lại em bao vừa chị Trang Huyền hay chị gì họ đang hỏi size nhỏ này. 2-3 cân vừa không, không vừa đâu, dạ không vừa đâu, mất công chị mua về cho bé mặc không được, mất công tội nghiệp. Đây nhá, 7 cân đổ lên mặc vừa này cho đến nhớ là các chị xem like, các chị tương tác bài với em nha mọi người nhá. Cho đến khoảng chừng 18 cân đổ lại em bao vừa các chị nhá. Nó có hai màu, màu vàng cũng không có size nhỏ đâu. Có màu đỏ này, một bộ size đỏ, màu đỏ này là size nhỏ này. Xinh lắm luôn nha mọi người nhá, xinh lắm luôn nhá. Em bán tặng luôn cho chị giá là 39.000 đồng một bộ. 39.000 đồng một bộ, các chị chốt vào đây là mã B2 nhá chị nhá. B2 size cho bé khoảng chừng 18 cân đổ lại em bao vừa luôn. Tại vì chất của nó có dán 7 cân trở lên nhá, chị gì size nhỏ này chốt, có thể chốt bộ này bao vừa luôn nhá. Chốt vào đây cho là mã B2 tặng cho chị giá là 39.000 luôn nha mọi người nhá. 39.000 chất không đẹp lắm, không lấy tiền mọi người luôn. Đó, B2 hàng này hàng em bán 49.000 đấy, bán tặng luôn cho chị luôn. Chốt vào đây cho là B2 vào đấy giúp em. Bộ đỏ có bé gái 10 kg không? Có chị Nina Trần ơi, có này chị ơi. Em có nghĩa là em nói với các chị là size từ 7 cân trở lên, có nghĩa là từ 7 cân cho đến mà 10-18 cân đổ lại, trong cái khoảng cân nặng đấy là các chị vừa hết ra là nó có size đấy, chị hiểu không? Là có đấy chị. Cho chị Trang Huyền một bộ B2 này. Ok chị Trang Huyền này, đẹp lắm chị ạ, đẹp lắm luôn ấy. Chị Trang Huyền này có 39.000 thôi nên là còn là giá thanh lý, giá xả thôi các chị ạ. Em xả giá rất là rẻ luôn. Chị Trang Huyền có rồi nhá, chị Trang Huyền nhá. Rồi còn chị nào lấy các chị chốt B2 vào đấy cho em. B2 10 cân vừa đấy chị gì hỏi em nó. Chị Nina Trần đấy vừa đấy, nhớ đấy chị nào có đơn các chị inbox em xin địa chỉ số điện thoại các chị nha. Các chị nhớ là hàng em là không có đồng kiểm đâu mọi người nha. Riêng hàng em bây giờ là không cho một chị nào kiểm hàng nữa. Tại vì hồi chiều nay em mới nghe bưu tá nói cái đơn của chị Ngọc Hiền á, vì là em cho chị kiểm hàng nên là chị nhìn hàng chị chưa bỏ ra, chị chưa biết là mặc như nào mà chị đã hoàn lại luôn để cho em. Chị kêu là hàng nhỏ quá không vừa, thật ra chị chưa mặc cho con thì chưa biết làm sao. Nên là hàng nhà em không có đồng kiểm nên chị nào tin tưởng thì các chị mua, còn không tin tưởng thôi, em không có đồng kiểm đâu nha mọi người nha. Không đồng kiểm đâu, em bán hàng làm sao em gửi cho chị y làm vậy. Nếu mà các chị nhận hàng chất xấu em trả lại tiền cho mọi người luôn. Nên các chị không phải lo, nhưng mà em không cho đồng kiểm nữa nha. Tại vì đồng kiểm nó nhiều vấn đề rắc rối quá nên em không cho điều đồng kiểm nha. Đó, chốt vào đây là B2 kèm cân nặng vào em. Giá cho chị, giá chỉ có 39.000. Em bán hàng trên line làm sao thì các chị nhận hàng y làm vậy luôn nha. Em không có cháo đổi gì hết ạ. Em nói hàng chất gì thì các chị nhận hàng nó sẽ y làm chất đó luôn. Không có kiểm hàng vì nhiều vấn đề rắc rối luôn, lắm luôn các chị ạ. B2 10 cân cho chị Nina Trần. Ok chị Nina Trần. Chị Nina Trần inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị nhá. Chị nào đồng ý các chị không kiểm hàng thì các chị mua, còn không đồng ý thì các chị có thể không đặt hàng cũng được nha mọi người nhá. Chứ em không cho kiểm hàng đâu các chị ạ. Nói rõ trên line là không cho kiểm hàng đâu. Chả phải tương tác ai line này nó kém vậy. Mạng mình nhiều quá. Cho chị Nina Trần nè. Ok chị Nina Trần nhá. Chị Nina Trần có một bộ 10 cân này chị này, Nina Trần đó. Em bán hàng cho chị làm sao thì em gửi hàng y làm vậy. Em không có lừa gạt các chị cái gì hết ạ. Nếu mà các chị nhận hàng mà chất xấu các chị gọi lại cho em. Gọi lại cho em bảo chất xấu em sẽ nhận lại hàng của em luôn. Nên là em bán sao em gửi làm vậy. Vì cái vấn đề đồng kiểm nhiều chị rất là phức tạp luôn đó chị ạ. Nhận hàng chưa biết hàng như nào, chưa nhìn hàng đẹp hay xấu mà các chị đã cho hoàn về hàng về rồi. Chứ còn riêng hàng nhà em, người chị mua thì 10 chị ưng về chất, không một chị nào chê về cái chất của bên em được. Nên nói chị yên tâm nhé mọi người nhá.
Rồi chị nào lấy các chị chốt vào đấy cho là mã B2 kèm cân nặng vào đấy ra. B2 cho chị Ngọc Mai một bộ 16 cân này. Ok cho chị Ngọc Mai một bộ này. Ok chị Ngọc Mai này. Rồi còn chị nào lấy B2 các chị chốt B2 vào đấy giúp em nhá. Này tương tác rất là kém luôn, cực kỳ kém luôn các chị ạ. Chưa bao giờ em like mà cái tương tác nó đến mức này luôn. Mạng các chị xem ok không các chị? Các chị xem ok không sao mạng nhà em sao nghe cái máy của em sao nghe nó yếu mạng đi rồi. Các chị xem ok không mọi người? Rồi đây nha, em lên tiếp một bộ size nhỏ cho mọi người này. Em sẽ xả hết mấy cái bộ size nhỏ cho mọi người luôn. Tiếp tục là chất đũi này, bộ này có size nhỏ nha chị gì, chị gì đó, chị gì chốt size nhỏ, bộ này có size nhỏ nha chị nha. Bộ này có size nhỏ xíu này, size cho bé 7 cân bao vừa luôn. Bộ này size 7 cân bao vừa luôn, chị nhìn đẹp không mọi người? 7 cân em bao vừa luôn nhá. Nhỏ xíu xíu và 7 cân bao vừa luôn cho đến 18 cân đổ lại các chị ạ. Cho đến 18 cân đổ lại nha, để em coi kỹ lại size xem là có đúng 18 cân không đã. Cái này nó không có số ở bên ngoài. Chốt trước vào đây là B3 rồi em, với giá là 39.000. Các chị chốt B3 đi từ 7 cân trở lên cho em xem size to nhất của nó là bao nhiêu. Để em xem size to nhất của nó bao nhiêu nhá. Chốt vào đây là B3 với giá là 39.000 bộ đũi các chị ạ. Em nói chất đũi các chị nhận hàng đúng là chất đũi luôn nhá. Có các chị nhận hàng không đúng là đũi thì các chị em nhận lại hàng luôn. Ok chưa? À 7 cân cho đến khoảng chừng 18 cân đổ lại em bao vừa các chị ạ. 7 cân cho đến 18 cân đổ lại này em bao vừa luôn, bán luôn các chị với giá là 39.000 luôn. Các chị chốt vào đây cho nó mã B2, B3 kèm cân nặng vào đây giúp em nha mọi người nha. B3 kèm cân nặng vào giúp em. Em bán size nhỏ hồi nãy em bán size lớn nên các chị yên tâm nha, hồi nãy có size lớn nha nên là không phải em bán size nhỏ không đâu. Các chị chốt vào đây là mã B3 size 7 cân cho đến 18 cân đổ lại em bao vừa luôn với giá là 39.000 đồng một bộ. Chốt B3 nha mọi người nha. Chị nào lấy các chị chốt B3 vào giúp em, chị gì đó, chị gì size nhỏ đó. À, sau này size nhỏ với em bán không phải đâu chị Gia Hân Lâm ạ, tại vì chị thông cảm nha, em lên mấy cái size nhỏ trước để cho em bớt hàng đi, tại vì hàng size nhỏ em còn rất quá nhiều luôn, nên là chị đợi em xíu nha, em sẽ lên size lớn. Chị nào lấy B3 chị chốt B3 rồi em 7 cân đổ lại em bao vừa luôn, lấy mấy bộ cũng được nha, mấy bộ mấy màu cũng được nha, chốt B3 rồi em rất là đẹp luôn, giá chỉ có là 39.000 thôi. Các chị nhìn sát chất cho em này, em bán hàng làm sao gửi hàng cho các chị y làm vậy nhá, không có cháo đổi gì đâu mọi người ạ, không có cháo đổi gì hết nên các chị mua hàng em các chị cứ yên tâm. B3 để giúp em giá chỉ có là 39.000 thôi. À, bộ xanh sau lưng chị có size không chị? Có đấy chị ơi, có đấy, có đấy. Mẫu nào cũng đẹp hết, đúng rồi, nhà em mẫu nào cũng đẹp nhỉ. À, có đồ bộ không chị? Em đang bán đồ bộ này, chị Vũ Hà Bảo Ngọc ơi, em đang bán đồ bộ mà. Em đang like đồ bộ này, bộ này đẹp ơi mà chị Trang Huyền không lấy. Bộ này xinh quá trời nhưng mà không lấy. Bộ này xinh vậy mà không lấy. Chị nào lấy B3 các chị chốt B3 của em nhá. Đây này em xả tặng cho mọi người chỉ có 39.000 thôi các chị ạ. 39.000 đồng một bộ nên không đẹp em không lấy tiền mọi người. Nó rất là đẹp luôn. Đó các chị thấy không? Mấy chị size to, mấy chị muốn chốt mà còn không có size để mà chốt. Nên là chị nào size nhỏ thì các chị tranh thủ chốt nha mọi người nhá. Đó một bộ xinh như này mà có 39.000 mà các chị không mua thì các chị mua gì ạ? Đúng không mọi người? Quá là xinh luôn. Size cho bé từ 7 cân cho đến 18 cân đổ lại này em bao vừa đó, nguyên một set đẹp như này bán chị chỉ có 39.000 thôi. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Cái gì em cũng có chị Vũ Hà Bảo Ngọc ơi, em có gì em cũng có nha chị nha. Cái gì em cũng có, bé chị bao nhiêu cân? Bé chị bao nhiêu cân hả chị? Hôm nay nhận hàng đẹp, cảm ơn chị Lê Lệ nha. Ủa nay chị Lê Lệ lại nhận thêm một đơn á chị Lê Lệ. Hôm qua chị nhận rồi nhưng mà nay là đơn khác hả chị đúng không? Bộ này đẹp này chị lấy Trang Huyền, em lấy thật đẹp lắm luôn ạ. Em bán hàng đẹp em muốn cho các chị mua để các chị cảm nhận về chất hàng bên em nó như thế nào, nên các chị yên tâm đi, đẹp lắm luôn, không mua là tiếc đấy các chị ạ. Không mua là tiếc đấy. À, 16 cân hả chị? À có chị ơi, có nhá, 16 cân có nhá. Rồi còn chị nào lấy B3 các chị chốt B3 để giúp em nha mọi người nhá, B3 để giúp em. Có tay có nghĩa là tay dài hả chị? Tay dài hay là như nào chị? Tay dài hay như nào? Cái này có tay là mã này này các chị ơi, có tay là mã này này. Đây này em lên cho các chị mã này này các chị ơi. Nhiều lắm luôn, nói chung là size đấy nhà em nhiều lắm luôn nên chị mã này. Hàng cao cấp hàng Quảng Châu các chị ạ, mã này là hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Đẹp lắm luôn, chất của nó rất là đẹp luôn. Đúng rồi. À vậy là chị Lê Lệ nhận hết hai đơn nhà em, đấy chị Lê Lệ mua hai đơn vậy là nhận hết cả hai đơn luôn ạ. Nay nhận không cho kiểm hàng nữa đúng không? Hàng nhà em chả cần phải kiểm cũng đẹp và rất là đẹp luôn. Để em xem size to của nó nhất là bao nhiêu. Cái mã này nó có 3 bộ còn mã kia là mã khác. Đây các chị nha.
16 cân đổ lại em bao vừa, mã này là chuẩn hàng đúng 16 cân đổ lại bao vừa, 7 cân vừa này chị Trang Huyền thôi. Mã này 7 cân có size vừa luôn nhá chị Trang Huyền nhá. 7 cân có vừa luôn này, nếu mà thích thì chốt nhá. Thích thì chốt mã này cho em, 7 cân bao vừa luôn ạ. Xinh lắm luôn. Đây chị nhá, 16 cân đổ lại, mã này em còn có 3 bộ thôi. Hàng này là hàng 59.000, chuẩn hàng Quảng Châu cao cấp, 16 cân đổ lại em bao vừa nhá. Chất cốt tông lại co giãn 4 chiều, các chị nhìn cái quần của nó này. Hàng cực kỳ xịn sò nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. May viền cách điệu cực kỳ đẹp luôn, các chị nhìn cái quần của nó này. Xinh lắm luôn nha mọi người nha, xinh lắm luôn nha. Em bán tặng luôn cho chị với giá là 45.000 đồng một set luôn. Hàng 59.000 bán tặng luôn cho chị với giá là 45.000 luôn. 59.000 đấy các chị nhá, hàng này hàng Quảng Châu. Chốt vào đây cho là mã B4 vào đây giúp em đi mọi người ơi. B4 vào đây giúp em nhá. Với giá là 45.000, đây là giá em tặng cho mọi người chứ không phải là giá em bán đâu. Em bán là 59.000, chị nào có mua 59.000 thì không canh nhau về giá nha mọi người nha. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Màu tím có 7 cân không chị? Có chị ơi, màu tím bộ màu tím này 7 cân này chị, vừa này. Vừa này lấy không em chốt cho. Lấy thì em chốt cho. Bán tặng luôn cho chị với giá là 45.000 đồng một bộ nhá. Thật sự là vừa bán vừa tiếc luôn đó mà các chị nhìn này. Cái tay của nó này cực kỳ đẹp luôn nhá, còn có nơ đấy các chị thấy không ạ? Rất là đẹp luôn, em bán tặng luôn chị để ra là 45.000 nguyên một set như thế này, nhận hàng chất xấu trả lại cho em. Rồi nha mọi người nha, 45.000 chốt vào đây là mã B4 kèm cân nặng với em. In hình cô gái 3D cực kỳ đẹp, may trực tiếp chứ không phải hàng dán các chị nha. Chốt B4 vào để em cho chị Trang Huyền một bộ màu tím này luôn nha chị Trang Huyền nhá. Em cho chị Trang Huyền bộ này luôn nha. Ok cho chị Trang Huyền này. Giá là 45.000 các chị ạ. 45.000 thôi. Cho chị Trang Huyền một bộ này 45.000. Ok chị Trang Huyền nhá. Rồi còn chị nào lấy nữa các chị chốt vào đây là B4 kèm cân nặng đây nha, 16 cân đổ lại em bao vừa luôn, chất co giãn cực kỳ thoải mái luôn chị ạ. Co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Em bán cho chị em bao giá bao chất luôn á, nếu mà các chị nhìn hàng chuẩn xịn là các chị biết là không bao giờ có giá này đâu mọi người ạ. Thật sự luôn không bao giờ có giá này đâu. Chị nào đang xem like các chị thả tim thả like để tăng tương tác lên giúp em nha mọi người nhá. Lên phải đông đông người xem thì em mới like được nhiều các chị ạ. Chứ còn ít người xem là em cũng không like được nhiều đâu mọi người nhá. Chốt cho chị Vũ Hà Bảo Ngọc một bộ B4 16 cân. Chị Vũ Hà Bảo Ngọc, chị inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị Vũ Hà Bảo Ngọc nha. Inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha, đừng chị nào có đơn mà không inbox các chị nhá, rất là mất công em luôn. Vũ Hà Bảo Ngọc một bộ 45.000. Ok chị Vũ Hà Bảo Ngọc này, cho chị Vũ Hà Bảo Ngọc một bộ này. Inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị nhá. Inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Rồi còn có 2 bộ nữa thôi. Còn có hai mã này là mã khác. Rồi cái mã này chỉ còn một bộ thôi, mã kia là mã không có nơ, mã khác em sẽ lên mã khác. Rồi chị nào lấy các chị chốt vào đây là mã B4 nhá. Chị nào các chị không mua, các chị không mua hàng các chị xem ủng hộ cho em để lấy tương tác cũng được nha mọi người nhá. Không cần mua hàng các chị xem ủng hộ em để lấy tương tác cũng được. Tương tác cũng được nha mọi người nhá. Chấm bài nhiệt tình lên giúp em. Đó chị Gia Hân Lâm chị không mua chị vẫn cứ tương tác bình thường luôn. Cảm ơn chị Gia Hân Lâm nhiều nhá, khách quen nhà em. Chị mới mua nhà em có mấy đơn thôi nhưng mà chị mua chị ưng quá. Chị mua chị rất là ưng luôn. Rồi em lên cho chị mã này, nó cũng gần giống bộ kia nhưng mà nó khác các chị ạ, nó hơi khác một chút xíu này, tại vì cái này mã này nó không có nơ. Nó không có nơ nhưng mà size này cũng có 7 cân vừa luôn nha. 7 cân vừa luôn nha, để em xem là size to nhất, size này có size to hơn này các chị ơi, size to hơn này. Trời ơi cái chất của nó rất là đẹp luôn các chị ạ, rất là đẹp luôn. Con này form to hơn một xíu này. Khoảng chừng 20 cân đổ lại các chị nhá, form này 20 cân đổ lại, chất co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Cực kỳ thoải mái luôn, 20 cân đổ lại em bao vừa luôn, nó gần giống cũng nhưng mà cái kiểu quần này nó khác nhưng mà hai mã nói chung là khác nhau. Khác nhau không có giống thôi chị nhá. Đây này các chị nhìn cái quần của nó này, chất bao xịn sò luôn, hàng Quảng Châu nha mọi người nhá. Cái nào Quảng Châu thì em nói Quảng Châu ấy chị ạ, còn không Quảng Châu thì em nói không phải Quảng Châu nhá. Nhưng mà bộ này là Quảng Châu. Ok chị Trang Huyền để em lên cho, cái gì cũng lên mà yên tâm lên nhá. Đây nhá, mã này các chị chốt vào đây là mã bộ đỏ đi. Tại vì nó có một màu đỏ rồi, chốt vào đây là mã bộ đỏ kèm cân nặng với em, 20 cân đổ lại em bao vừa, bán luôn các chị tặng luôn với giá là 45.000. Toàn bộ là hàng 59.000, hàng Quảng Châu hết nha các chị nhá, co giãn 4 chiều. Em bán tặng luôn các chị mã này luôn với giá là 45.000, mình chốt vào đây là mã bộ đỏ vào đây cho em nha mọi người nhá. Bộ đỏ 7 cân đổ lại bao vừa cho đến 20 cân đổ lại nha mọi người nhá. Các chị chốt vào đây là mã bộ đỏ với em, mặc lên cho bé siêu xinh luôn. Quần này các chị nhìn cách điệu cực kỳ đẹp luôn đó. Bán cho chị nguyên một set này chỉ có 45.000, nó chuẩn hàng đẹp các chị nhá, em bán hàng vớ vẩn đâu. Chị nào lấy bộ đỏ hay chốt bộ đỏ này cho em. 7 cân cho đến 20 cân đổ lại này em bao vừa luôn, chốt bộ đỏ đây em giá cho các chị với giá là 45.000. Giá tặng luôn các chị với giá là 45.000 nguyên một set luôn nhá. Chất cốt tông lạnh co giãn 4 chiều cực kỳ thoải mái luôn mọi người ạ, rất là đẹp luôn nhá.
Có 26 cân không? Chị ơi 26 cân là mã bộ khác chị ạ. Mã bộ khác để tí em lên cho có luôn. Em có bộ 26 cân luôn nha chị nhá. Yên tâm đi, cái gì em cũng có. Nhớ là chị nào có đơn các chị inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Có mất công em chốt hết hơi. Các chị không inbox địa chỉ số điện thoại thì mất công em lắm luôn. Nên là nhớ chị nào có, chị nào mình xác định mình mua thì mình hãng chốt. Còn chị nào không xác định mua thì các chị đừng chốt nha. Rồi chị nào lấy thì chốt, còn em giá thanh lý cho các chị với giá là chỉ có 45.000 thôi. Đẹp lắm luôn các chị chốt thì các chị ạ. Thật sự là rất là đẹp luôn. Chốt vào đấy cho em là mã bộ đỏ kèm cân nặng với cho em, đẹp lắm luôn, mình chốt đi các chị. Chị nào vừa cân nặng các chị chốt đi. Rất là đẹp luôn mọi người, rất là đẹp luôn. Chốt đi mọi người ơi, xinh lắm các chị chốt đi, đẹp lắm các chị chốt đi. Chốt đi mọi người. Trời ơi em lên nó chị mã hàng Quảng Châu cao cấp các chị nha. Lên nó chị hẳn mã hàng Quảng Châu cao cấp luôn này. Từ hôm bữa về thì em thề em chưa lên luôn ạ. Thề luôn là từ hôm bữa về giờ em chưa lên luôn ạ. Em xem size to nhất của nó bao nhiêu cân. Set này là set tiểu thư hàng Quảng Châu cao cấp luôn nha mọi người nha. Hàng này thị trường em nói thật chứ thị trường bán không bao giờ trên dưới 160.000 đồng một bộ đâu các chị ạ. Chị Trang Lê giờ thì chị Trang Lê. Size này khoảng chừng cho bé khoảng chừng 16 cân đổ lại này, em bao vừa các chị em, vì hàng này nó là hàng nó không có co giãn đâu mọi người ạ. Set này là set tiểu thư hàng Quảng Châu cao cấp nha. Các chị nhìn sơ qua hàng các chị biết hàng Quảng Châu cao cấp rồi. Hàng này là em tính là bán cho chị là bèo nhất là phải giá 69.000 đồng một bộ. Size này 7 cân vừa nha chị gì ơi, size gì 7 cân, size này 7 cân từ 7 cân vừa nha. Đây này, tem mác chuẩn xịn hàng Quảng Châu, các chị nhận hàng không hàng phải hàng Quảng Châu các chị trả lại cho em. Đó, nguyên một set này luôn. Đó. Hàng cao cấp rồi nhá. 16 cân đổ lại thôi, 16 cân đổ lại này em bao vừa cái quần của nó cách điệu cực kỳ đẹp luôn nhá. Em bán cho chị nguyên một set này, bán tặng luôn cho mọi người luôn. Tặng luôn cho chị set này luôn với giá là chỉ có 55.000 đồng một set thôi. 16 cân đổ lại em bao vừa luôn. Bán tặng luôn, định tính ra này em bán cho chị là giá là 69.000 nếu mà nó có tương tác đấy. Nhưng mà tại vì nó không có tương tác em bán tặng cho chị luôn với giá là 55.000. Có các chị nhìn hàng các chị biết là hàng như nào, nhìn hàng là các chị biết nhá. 55.000 luôn, các chị chốt vào đây cho là mã chốt vào đây cho là mã A1 kèm cân nặng với em nha mọi người nha. A1 kèm cân nặng với em, size từ 7 cân cho đến 16 cân đổ lại em bao vừa luôn. Bán tặng luôn kỷ niệm cho các chị với giá là 55.000 đồng một set. Thật sự là bán giá tặng thanh lý cho các chị luôn đó, chứ không có giá này đâu. Set này là set tiểu thư các chị nhá. Chốt tạo chốt vào đây cho là mã A1 kèm cân nặng với em, giá cho các chị với giá là chỉ có là 55.000 thôi nha mọi người nha. Chốt vào đây giúp em A1 vào đây giúp em. Rất là đẹp luôn các chị ạ, không đẹp em không lấy tiền mọi người luôn. Đẹp quá luôn chị Giang Lâm này. Em nghĩ là chị Giang Lâm mà mã này mà có size con chị chắc chị hốt liền luôn. Chị Giang Lâm chị mà mấy cái kiểu đẹp đẹp này là chị lấy liền luôn đó, tại vì không có size lớn. Size con chị hai mấy cân thôi. Rồi chị nào lấy chị chốt vào đây là A1 nha, 55.000 nha chị ạ. Mã này em có đăng ảnh mẫu đấy mọi người. Rất là xinh luôn đấy, chị thấy không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. 7 cân đổ lên em bao vừa luôn chị nhá, hàng cao cấp đấy. Trời ơi cái bộ này các chị mặc cho bé thì quá là đẹp luôn, quá là xinh luôn mà chỉ có 55.000 thôi. Chị nào lấy các chị chốt A1 vào đấy cho em, hàng cao cấp nha mọi người nhá. Hàng cao cấp mà bán cho chị giá chợ rồi chị ạ. Bán cho chị giá chợ rồi. Các chị ra chợ các chị mua một bộ bình thường không mà giá đã bao nhiêu rồi. Một bộ bình thường không mà các chị mua bộ xấu xấu mà gọi là được mà mặc đi học thôi, chơi chơi thôi mà cũng phải từ 70-80 nghìn. Đúng không ạ? Mà em bán cho chị một set cao cấp như thế này mà em bán cho chị giá chỉ có nhiêu đó thôi. Thế nên 5-6 cân đổ lên cũng vừa chị ạ. Set này là set nhỏ nhất, 5-6 cân đổ lên là cũng vừa rồi. Chốt vào đấy cho là 55.000. A1 55.000 vào đấy cho em. Trời ơi cái set này chỉ có 55.000 mà các chị không chốt sợ thật luôn á. Bán cho chị giá quá là yêu thương luôn á. Đó có 2-3 cân là hút từ nãy giờ rồi. Đúng với thật đấy chị nhỉ. Các chị size nhỏ mà các chị nhìn này mà các chị không chốt thì em nói thật luôn á. Quá là tiếc luôn các chị ạ. Quá là tiếc luôn nha mọi người nha. Xinh lắm luôn. Tại vì con em cũng không vừa cái bộ này, chứ con em mà vừa thì em để cho nó vài bộ mặc đi học rồi chị ạ. Để vài bộ mặc đi học luôn. Chốt A1 với em giá chỉ có 55.000 cho các chị thôi. Hàng này hàng Quảng Châu cao cấp thì các chị, hàng Quảng Châu cao cấp nha mọi người nha. Thường thường bán like ít người mà bán mấy cái hàng cao cấp như em này lắm, em nói thật luôn á. Ít người bán hàng cao cấp như em vậy lắm, nhưng mà em bán chị hàng cao cấp mà bán giá quá rẻ luôn, giá quá là yêu thương luôn. Chắc đẻ nữa quá để mua size nhỏ. Đẻ đi chị, đẻ đi, vẫn còn đang kịp mà, vẫn còn đang kịp mà chị. Bán bộ này đi. Rồi nha, lên nó chị mã này này. Lên nó chị mã này này. Mã gì mà chị gì vừa hỏi em, nó size nhỏ đó. Size nhỏ 7 cân bao vừa luôn, nó 6-7 cân đổ lại là bao vừa luôn. Cho đến 17 cân đổ lại, cho đến 18 cân đổ lại các chị nha.
20 cân đổ lại cũng được, tại vì dáng áo của nó, dáng áo của nó tốt. Đây là chị nào vừa hỏi em này, đây này, set này, nguyên một set cho bé luôn, xinh lắm luôn. Chấm bài để lấy tương tác giúp em đi mọi người ơi, thật sự view rất là thấp, các chị chấm bài giúp em nha mọi người nha. Đó, nguyên một set luôn, rất là đẹp luôn. Áo của nó là, áo của nó là chất cốt tông và cái quần của nó là chất lụa nha mọi người nha. Hàng bao đẹp cho mọi người xịn sò luôn. Cái quần của nó mà nhìn như kiểu cái chân váy rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Em bán luôn cho chị với giá là 39.000 đồng một set luôn. Chị nào lấy size này từ 7 cân đổ lên cho đến 20 cân đổ lại em bao vừa nó, chị nào lấy các chị chốt vào đấy cho là mã set bộ vào đấy giúp em nha mọi người nha. Đây, set bộ vào đấy giúp em siêu xinh không mọi người. Có bé trai không chị lên đi, có chị Trang Lê có dạ, cái gì cũng có dạ. Bé trai chị bao nhiêu cân? Đây nha, chị nào lấy các chị chốt vào đây là mã set bộ và cho em 7 cân đổ lên cho đến 20 cân đổ lại em bao vừa luôn. Chốt set bộ giá chỉ có 39.000 thôi. Dáng áo crop top và cái quần lưng cao nha mọi người nha. 39.000 luôn, chốt set bộ vào đây em. Cái hoa cúc cái này của nó là thêu nha, toàn bộ cái tay của nó là viền hết nha mọi người nha, viền bạch bèo hết luôn. Đó. Thêu trực tiếp không phải hàng dáng nữa chị nha, thêu trực tiếp không phải hàng dáng đâu. Chốt vào đây là mã set bộ kèm cân nặng với cho em 7 cân đổ lên cho đến 20 cân đổ lại em bao vừa luôn. Chốt set bộ với cho em. Cái bán đó chị toàn là giá rẻ, quá trời rẻ luôn ạ. Nên là các chị mình tương tác với em tốt tốt tí nha mọi người nha. Tương tác với em tốt xíu nha. À, cho chị, em chào chị Lê Lệ nha. À, chị Lê Lệ, nãy giờ chị Lê Lệ lên để nhảy có chào nhưng mà quên rồi, để chào tiếp. Cho chị Trang Huyền một bộ này. Chị Trang Huyền 39.000, ok chị Trang Huyền một bộ này. Hai sáu cân à? À có chị ạ, có để em lên cho. Trang Lê 26 cân à, là bé trai 26 cân đấy hả chị? Em xem bộ đó V26 cân. Em xem bộ 16 cân. 16 cân là bộ nào chị? 16 cân là bộ nào bây giờ em chẳng nhớ nữa đâu. Chị V2 là cái gì em cũng chẳng nhớ nữa. Rồi còn chị nào lấy cái chị chốt vào đấy cho em là xét bộ của em nha mọi người nhé. Set bộ đấy giúp em 20 cân đổ lại em bao vừa luôn, dáng áo crop top và quần lưng cao. Chốt vào đây cho nó mã set bộ đấy giúp em. 39.000 đồng nguyên một set xịn sò cho bé như này luôn, chỉ có 39.000 thôi. Mày nói to quá. Chốt set bộ đấy giúp em nhé, tao đã đang khàn tiếng gì chứ. Em chào chị Si La Vũ nhá. Chị Lê nào khoác em nữa cái nữa đi chị. Cứ từ từ chị ơi, cứ từ từ đi, chưa gì mà đã. Bộ vàng này em còn có một bộ thôi này các chị ơi, em còn có một bộ vàng này thôi này. Chất đúi chị nhá, chất đúi tàu chị nhá. Chất đúi tàu cực kỳ đẹp luôn. Size này khoảng chừng cho bé khoảng từng chừng từ 7 8 cân cũng vừa đấy, 7 8 cân cho đến khoảng chừng 12 cân đổ lại em bao vừa luôn. Nguyên một set đúi nhá, hàng này hàng chất đúi tàu em bán cho chị giá là bộ này là 49.000 đấy chị ạ. Còn có một bộ xả nốt cho chị thì giá là 39.000 luôn. Chị nào các chị lấy các chị chốt vào em mã bộ vàng lấy em nhá, xả cho chị bộ này thì giá là 39.000 luôn. Chất đuối tàu các chị nhá, chất đuối tàu hàng Quảng Châu nha mọi người nhá, chất đuối tàu chốt vào đây là mã bộ vàng lấy em. Xả luôn cho chị với giá là 39.000 luôn. 39.000 luôn chị nhá, chất không đẹp em không lấy tiền mọi người luôn. Chốt vào đây là mã set bộ vàng lấy em. Bộ vàng các chị ạ, bộ vàng. Xinh lắm luôn nha mọi người nhá, xinh lắm luôn nhá. Chị chốt vào đấy cho mã bộ vàng với em. Em lên bộ bé trai nhá. Tôi chị nào nói em lên bộ bé trai, em lên bộ bé trai cho nè. Máu khoác hoa này em còn có một cái này các chị ơi, còn có một cái này đẹp lắm các chị nhá. Size này cho bé khoảng chừng từ khoảng chừng 18 cân đổ lại em bao vừa luôn, hàng Quảng Châu ấy chị nhá. Áo này áo hoa xinh lắm luôn, hàng Quảng Châu ấy chị nhá, áo hoa rất là đẹp luôn. Còn có một cái tôi bán tặng nốt cho các chị với giá là 59.000. 59.000 chị nào lấy các chị chốt vào đây là mã áo hoa để giúp em nha mọi người nhá. Bên trong có lót lưới, bên trong có lót lưới rất là đẹp luôn. Chốt vào đây mã áo hoa kèm áo hoa với gen size 18 cân đổ lại em bao vừa luôn. 18 cân đổ lại em bao vừa luôn. Đó. Chị nào mà con nhỏ nhỏ các chị mua vẫn được, tại vì áo khoác mà mọi người. Đó, chị nào mà size nhỏ nhỏ á, chị Trang Huyền lấy mã này cũng được đấy, chị Trang Huyền ạ, khoác ở bên ngoài này. Còn có một cái gì cuối cùng luôn, xả luôn các chị giá là 59.000, hàng Quảng Châu nha mọi người nhá. Chốt vào đây là mã áo hoa phải cho em, xinh lắm các chị nhá, xinh lắm luôn nhá. Chị nào nhận áo này của em cũng rất là khen mà sao mà em bán rẻ dữ vậy. Sao mà em bán cái áo này có 59.000 sao em bán rẻ dữ vậy, thật sự luôn ạ.
xong em bán rẻ dữ vậy nhưng mà bán ra chỉ có 59.000 thôi. Chị nào lấy thì chốt vào đây là mã áo hoa, còn có một cái cuối cùng này các bạn. Còn một cái cuối cùng thôi, chốt vào đây là mã áo hoa nhá. Áo hoa vậy dư em. Rồi chị nào hỏi lên đồ bé trai, lên đồ bé trai luôn này. Lên đồ bé trai hỏi, các chị hỏi lên theo yêu cầu nhưng mà tục view mất chết. Bộ con mèo đâu rồi ta? Bộ vàng mèo của bộ trai đâu rồi nhỉ? Đây đây đây, bình nôi ra. Đây này, bộ của bé trai này, còn có ít bộ nữa, nên là chị nào lấy thì mình tranh thủ chốt nha, có size to luôn các chị ạ. Size cho bé 30 cân đổ lại em bao vừa luôn á. 30 cân đổ lại bao vừa nha, chất của nó chất lụa satin cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các chị nha. Hàng này hàng 59.000 là mà tặng luôn cho chị, giá là 49.000. Chất không đẹp nó không lấy tiền mọi người, nó 30 cân đổ lại em bao vừa luôn. 30 cân đổ lại bao vừa các chị nha, tôm và jerry này xinh không? Thật ra bộ này trai gái cũng đều mặc được chứ không cần riêng gì trai gái đâu chị ạ. Trai gái gì đều mặc được hết luôn nhá. Chị nào lấy các chị chốt vào đây cho em là mã bộ vàng kèm cân nặng với duy em 30 cân đổ lại để em bao vừa luôn, chốt vào đây cho là mã bộ vàng các chị nhá. Đó, bộ vàng với duy em. Đó, 30 cân đổ lại bao vừa luôn, trai gái gì đều mặc được hết luôn. Tại vì đầu tiên em bán cái bộ này em nói là bộ của con trai nhưng mà tại vì cái chị gì nhỉ? Chị Diễm Nguyễn Diễm Trinh ý. Chị có hai đứa con gái, chị mặc cho bé cũng xinh quá trời luôn nên là em tư vấn là trai gái đều mặc được hết nha mọi người nha. Đó, chị nào lấy các chị chốt vào đấy giúp em. Chốt vào đấy cho em là bộ vàng kèm cân nặng với giúp em nha mọi người nha. Tay bị xước hết luôn. Bộ vàng kèm cân nặng vào đấy giúp em. Giá 49.000 các chị ạ. Không đẹp không lấy tiền luôn. Hàng này hàng 59.000 các chị nha. Hàng này hàng 59.000. Đó, lên cho các chị lên theo yêu cầu các chị mà cũng chả comment, chẳng thấy comment gì cả. Chẳng thấy comment gì, đợt này bà chán nhỉ. Áo hoa 18 cân cho chị Trang Lê này. Ok, Trang Lê luôn. Nhớ là chị nào có đơn các chị inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Áo hoa này 59.000 quá rẻ đẹp luôn á. Ok, chị Trang Lê một cái 59.000. Ok, chị Trang Lê này. Rồi, chị nào lấy bộ vàng các chị chốt bộ vàng lấy cho em nhá. Không đẹp em không lấy tiền mọi người, nó lại tủ view rồi. Lại bị tụt view rồi. Lên gì em lên đó chị ơi, comment lên gì em lên theo yêu cầu cho mọi người. Lên gì em lên theo yêu cầu cho. Các chị comment lên theo yêu cầu cho. Mấy đơn tách nào cho được. Cái lúc nhiều thì tập tách. Đây em lên cho các chị mã bộ tiểu thư này mọi người ơi, lên cho chị mã bộ tiểu thư này siêu đẹp luôn nhá. Chị mua nhiều rồi mà cũng siêng em bán hàng đẹp quá hi hi, cảm ơn chị đồ ngữ nhá. Ôi giời ơi các chị ơi, sao lại bị tụt dốc không phanh này mọi người ơi, lại bị tụt dốc không phanh này kìa. Thật em các chị thấy không? Em bán hàng chưa bao giờ, thật từ ngày em bán giờ chưa bao giờ có một chị nào mà nhận hàng mà nói em mà là hàng con này nó bán nó lừa gạt, nó bán hàng xấu này kia, chưa bao giờ có luôn á, thật sự luôn á. Mà bán hàng mà các chị thấy không, view nó bị tụt về, thật sự rất là buồn luôn. Dám em bán hàng xấu cho các chị á thì mất khách nó cũng là chuyện đương nhiên rồi đúng không ạ. Nhưng mà bán cho chị hàng quá đẹp luôn mà các chị không ủng hộ em, đúng là thật em buồn thật sự luôn á. Đây nha mọi người nhá, xét tiểu thư cho bé nhá, siêu đẹp siêu xinh luôn, đẹp không mọi người. Set tiểu thư này các chị mà mua em nói thật chứ thị trường không bao giờ trên dưới 100.000 đồng một set này. Em nói thật thực tế luôn nha mọi người nhá, rất là đẹp luôn, cái quần của nó bo chun ở bên dưới này. Cực kỳ đẹp luôn nhá, 7 cân đổ lên nó bao vừa luôn á. Size này 7 cân đổ lên nó bao vừa luôn, đẹp không ạ? Xinh không ạ? Xinh lắm luôn nhá, nguyên một set này luôn. Và size to nhất của nó em xem là size to nhất còn size bao nhiêu cân. Set này set tiểu thư đấy mọi người, rất là đẹp luôn. Hôm bữa em có bán đâu thì là giá là 49.000 á. Nay nó còn có ít thôi nên em tặng nốt cho các chị nhá. 18 cân đổ lại bao vừa các chị ạ. 18 cân đổ lại bao vừa nhá. Size cho bé khoảng chừng từ 7 cân đổ lên cho đến 18 cân đổ lại em bao vừa luôn. Chị nào đang xem like thì chấm bài tương tác này giúp em nhá. Còn có ít thôi, xả tặng nốt cho các chị với giá là 42.000 luôn. Bộ tiểu thư 42.000 luôn, 18 cân đổ lại em bao vừa, các chị chốt vào đây cho em mà đã là mã tiểu thư kèm cân nặng vào đấy giúp em nhá. Tay của nó tay dài các chị, tay lỡ này, quá là đẹp xịn sò luôn. Bán cho chị giá chỉ có 42.000 thôi mọi người nha. 42.000 thôi, rất là rẻ luôn. Chốt vào đây cho là mã tiểu thư kèm cân nặng với em. Đó, áo và thẻ kèm theo một cái quần này.
quần của nó cũng bo rất là đẹp luôn, cái màu của nó là cái chị thì nhìn nhá, rất là đẹp luôn, chất là chất lụa nhá, chất là chất lụa. Mình chốt vào đây cho là mã tiểu thư kèm cân nặng với gen, giá bán cho chị là 42.000 một bộ luôn, 49.000 mà em xả nốt luôn, tại vì nó còn có mấy bộ thôi. Đây nha mọi người nhá, chốt tiểu thư kèm cân nặng với gen, trời ơi siêu xinh luôn các chị ạ, phải nói là siêu đẹp luôn nha mọi người nhá. Tiểu thư kèm cân nặng với gen giá bán cho các chị là 42.000 đồng một bộ. Trời ơi, thấy chị Thanh Thanh rồi mừng quá. Chị Thanh Thanh sao giờ này mới vào hả? Nhìn thấy chị Thanh Thanh là thấy comment liền luôn. Rồi chị nào lấy tiểu thư, chị chốt tiểu thư vào đấy giúp em nha mọi người nhá. Tiểu ơi, chị Thanh Thanh giờ này mới thấy vào. Tiểu thư nha mọi người nhá, giá bây giờ cho các chị chỉ có 42.000 thôi. Chị Thanh Thanh một bộ này. Thanh Thanh 42.000, ok chị Thanh Thanh luôn nhỉ. Rồi còn chị nào lấy thì chốt tiểu thư. Trời ơi mã này đẹp vậy mà các chị không lấy nha mọi người. Hai bộ hai màu nhá các chị nha, hai bộ em cho hai màu đẹp này mà bán có 42.000, các chị có lộn đâu mà các chị không lấy vậy. Thấy không ạ? Nếu mà chất xấu gọi điện em trả lại, em trả lại tiền, em đền lại cho chị thêm gấp 10 lần tiền. Nếu mà chị nhận hàng các chị kêu là chất này chất xấu nha. Em bán tặng chị chỉ 42.000 thôi. À, set tiểu thư 12 cân và 8 cân rưỡi. À, rồi để em đợi em xíu, đợi em xíu. Có nghĩa là lấy hai bộ đúng không? Chị Sina Vũ chị lấy hai bộ đúng không? Một bộ 8 cân rưỡi và một bộ 12 cân đúng không chị? À, cho chị Sina Vũ này. Inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nhé chị nhá. 12 cân và 8 cân rưỡi. Một bộ này này. Và một bộ này này. Ok cho chị hai bộ này. Cho chị Sina Vũ hai bộ này. Inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị nhá. Tại vì bán nó chị giá rất là rẻ đâu rồi. Chị Sina Vũ hai bộ này. 42.000. Ok chị Sina Vũ. Và inbox cho em xin luôn địa chỉ số điện thoại nha chị nhá. À, có size 21 cân không chị? 21 cân hồi em lên mã khác cho chị Khánh Băng Trần ạ. À. Hồi em lên mã khác cho nha. À, rồi còn chị nào lấy các chị chốt vào đây là mã tiểu thư rồi em còn có hai bộ nữa chị ạ. Còn có hai bộ dành cho hai chị nữa thôi, rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thêm thì các em lấy thêm nha mọi người. Lấy thêm thì em lấy thêm nha mọi người nhá. Còn hai bộ thôi, giá cho chị là 42.000. Chị xin Nam Vũ vào inbox liền cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị nha. Inbox dùm em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi nên nó chỉ một mã này nữa nè. Mã này cũng tiểu thư luôn này các chị ơi, mã này cũng tiểu thư luôn này, em xem là còn size bao nhiêu cân. Cũng tiểu thư luôn nhá, size cho bé cũng từ 7 cân trở lên. 7 cân đổ lên em bao vừa luôn á. 7-8 cân đổ lên em bao vừa luôn. Cho đến 18 cân đổ lại các chị nhá. 7-8 cân đổ lên cho đến 18 cân đổ lại em bao vừa luôn. Cũng là bộ tiểu thư luôn mọi người ạ. Cũng là bộ tiểu thư luôn. Trời ơi xinh quá chị. Xinh không kém gì luôn bộ kia chị nhá. Bộ nào bao đẹp luôn, chất của nó mềm, bao đẹp mịn màng luôn, rất là đẹp luôn. Đó, xinh quá chị, quá là đẹp luôn đó chị nhá. Chất của nó mềm, mềm ơi là mềm luôn á. Rất là đẹp luôn. À, mỗi bé lấy hai bộ luôn hả? À chị ơi chị, mỗi bé lấy hai bộ nhưng mà cái mã đấy em chỉ còn có một bộ size 12 cân thôi chị ạ. À. Còn một bộ là size lớn thôi chị ơi. Em chỉ lấy thêm cho chị một bộ nó được thôi nha, được không? Ok không chị? Tại vì chỉ còn một bộ size 12 cân nữa thôi chị ơi. Chỉ còn một bộ size 12 cân còn 8 cân rưỡi thì bộ này hơi rộng đấy chị nhá, hơi rộng nha. Hơi rộng, nếu mà chị vẫn đồng ý hơi rộng một xíu thì em lấy cho cả hai bộ luôn. Nếu ok thì em lấy cho, tại vì cái bộ này các chị mặc rộng thì cũng được không sao cả. Nếu ok thì em lấy cho nhá, em lấy hai bộ đó cho. Em ok thì em lấy cho. Đây này mã này cũng vậy các chị nha, mã này nhá. Cũng size cho bé khoảng chừng đây là size cho bé 18 cân đổ lại này, em bao vừa luôn nhá. Thực ra 20 cân đổ lại cũng vừa đấy, nhưng mà em chỉ tư vấn 18 cân đổ lại hai, chứ mà 20 cân đổ lại cũng vừa luôn. Cũng là 49.000 em tặng nốt cho chị thì nó 42.000 nhá. 42.000 luôn, các chị chốt vào đây cho nó mã B1 kèm cân nặng đấy chị ơi. B1 kèm cân nặng và lấy cho em. Sai cho bé 18 cân đổ lại em bao vừa luôn. Từ 7-8 cân đổ lên cho đến 18 cân đổ lại em bao vừa nha. Chốt vào đấy cho em là mã B1 kèm cân nặng với cho em. Giá là 42.000 thôi chị ạ. Giá là 42.000 luôn nha. Cái này em còn có mấy bộ thôi, còn nhiều thôi chị ạ. Các chị còn có mấy bộ thôi, còn nhiều thôi nha. Chị nào lấy thì mình chốt vào đấy cho em là mã B1 kèm cân nặng với cho em. Nhớ là chị nào có đơn các chị inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha mọi người nha. Chốt vào đấy cho nào mã B2 42.000 đồng một bộ. Chất của nó đẹp lắm mọi người ạ, chất của nó rất đẹp, con tay của nó tay lỡ chị ạ. Cũng dài đấy chứ không phải là lỡ đâu, tại vì mình cao nên mình cảm giác nó vậy thôi. B2 kèm cân nặng vào đấy cho em. B1 chứ. Đẹp vậy mà không chị nào chốt à, mã này còn mấy bộ đẹp vậy mà chị nào chốt à, các chị chốt nốt đi mọi người, em xả chị có 42.000 các chị chốt nốt đi.
xinh lắm luôn nha mọi người nhá, xinh lắm luôn, chất rất là đẹp luôn. Dáng form baby doll nữa chị ạ, dáng form baby doll cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Sao mà chị Sina Vũ chị lại không trả lời luôn, trời ơi, đang xem live mà hỏi cũng không trả lời luôn. Lấy không lấy trả lời giùm em, không trả lời luôn. Thôi chị nào lấy B1, các chị chốt B1 tới cho em nhá. Giá cho các chị là 42.000 luôn mọi người ạ, 42.000 luôn. Ok chị, ok chị, vậy em lấy một bộ thôi. Chị lấy B2 này không, lấy mã B1 này không, em lấy cho mã B1 này có đủ này, chị lấy hai mã hai màu khác nhau đi. Giờ chị lấy mã này em lấy cho. Mã này B1 này chị, kiểu này kiểu khác nữa. Kiểu này là kiểu khác này, lấy đi em lấy hai bộ hai màu khác nhau cho. Ơ em lấy hai bộ một bộ 8 cân rưỡi, một bộ 11 cân cho. Bộ hồng này em còn có một bộ này các chị ơi. Xinh lắm luôn nha mọi người nha, size này cho bé khoảng chừng 20 cân đổ xuống thôi. 20 cân đổ xuống em bao vừa, rất là đẹp luôn, chất còn chất lụa cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha. Họa tiết này chất lụa cao cấp. Lụa cao cấp nha mọi người nha, còn có một bộ này em bán tặng nốt cho chị giá là 40.000 thôi. 40.000 nha chị nào lấy, các chị chốt vào đây là mã bộ hồng 40.000 mà lấy cho em. Bộ hồng mà lấy cho em các chị nha, bộ hồng 40.000. 20 cân đổ xuống bao vừa luôn. Đó. Chốt vào đây là bộ hồng kèm cân nặng vào đấy cho em. Giá là 40.000 cho mọi người luôn, chất rất là đẹp luôn. Buồn quá này, tự ta chán thật đấy. Bộ hồng cho chị Thanh Thanh này. Ok chị Thanh Thanh, 40.000 thôi cho chị Thanh Thanh luôn. Ok chị Thanh Thanh. Không chị đang lấy mã này à, trời ơi mã này đẹp vậy mà các chị không lấy, xinh lắm luôn nha mọi người nha. Em còn có mấy bộ nữa thế này mọi người ơi, mấy bộ thế này. Nhưng mà sao bao nhiêu cân được mà. Trời ơi cái này nó không ra size số bên ngoài, thành ra nhìn rất là cực luôn. Size này cho bé 18 cân đổ lại bao vừa các chị nhá. 18 cân đổ lại bao vừa, các chị nhìn cái áo của nó này, 3 tầng cực kỳ đẹp luôn đấy chị, rất là đẹp luôn, xinh không mọi người, quá là đẹp luôn đấy chị nha. Kèm theo cho bé là một cái quần ống rộng siêu xinh luôn. Siêu đẹp luôn các chị nha. Hàng này toàn bộ là hàng em bán 49.000 đồng một set đây. Giờ em xả nốt cho chị với giá là 40.000 đồng một set thôi. Các chị chốt vào đây cho là mã B2 vào đấy cho em, hoặc là set tầng nhá. Chốt vào đây cho là mã set tầng vào đấy cho em, size cho bé 18 cân đổ lại em bao vừa luôn. Chốt vào đây là mã set tầng nhá, xả luôn cho chị với giá là 40.000 thôi chị ạ. Không đẹp không lấy tiền mọi người, nó rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Chốt vào đây là mã set tầng kèm cân nặng nha mọi người nha, set tầng vào đấy cho em. Set tầng vào đấy cho em. Size cho bé khoảng chừng 12 cân trở lên các chị nhá. 12 cân trở lên. 12 cân trở lên cho đến 18 cân đổ lại thôi. Đẹp không mọi người, em xả nốt cho chị giá chỉ có là 40.000 đồng một bộ thôi. Thật sự xả giá cho chị giá lộ vốn rất là nhiều luôn, tại vì hàng này hàng cao cấp nha mọi người nhá, em xả cho mọi người thôi. Chỉ có 40.000 thôi, chị nào lấy các chị chốt vào đây là set tầng vào đấy cho em. Set tầng nha mọi người nha. Xinh quá chị, quá là đẹp luôn. Trời ơi mặc lên cho bé siêu xinh luôn. Chốt set tầng nha mọi người nha, set tầng đấy cho em. Chị nào lấy set tầng chốt set tầng đấy cho em nha mọi người nha. Set tầng giá cho các chị là 40.000 thôi mọi người ạ. Mười hai cân đổ lên cho đến 20 cân đổ lại. 18 cân đổ lại thôi, 12 cân đổ lên cho đến 18 cân đổ lại. Xinh quá trời ơi, mặc này đây nhìn xinh muốn chết luôn. Xét tầng ở đấy với em nha mọi người nha.
Sao từ nãy giờ các chị mua hàng mà em hỏi bảo các chị này inbox cho em xin địa chỉ điện thoại, chả thấy chị nào nói năng gì gì. Em không biết là các chị chốt thật hay là chốt chơi nữa, mà chẳng thấy chị nào nói năng gì. Em chốt cho mọi người xong bắt đầu hồi nữa các chị không inbox thì cũng vậy à. Nên là chị nào xác định, kể cả em không có người xem thì em cũng vẫn nói nha mọi người nhá. Ít người xem hay đông người xem em cũng không quan trọng đâu, nhưng mà các chị mua hàng các chị phải inbox cho em. Chứ các chị không inbox thì em không chốt cho mọi người, chứ chốt làm gì, để đấy làm gì. À, còn quần jean người lớn không chị? Còn chị Thanh Thanh ơi, còn chị nhá. Set tầng 13 cân cho chị Oanh Kim này. Vào inbox cho em, chị nào chắc chắn thì mình đặt hàng, còn không chắc chắn thì thôi các chị đừng đặt hàng, các chị em nói thật luôn ạ. Không chắc chắn thì các chị đừng đặt hàng nhá. Em cho chị Oanh Kim một bộ này. Từ nãy giờ em vào inbox mà chẳng thấy chị nào nói năng gì cả. Các chị chốt xong các chị chơi, các chị để đấy, các chị không inbox thì em cũng chịu chết luôn ạ. Chốt làm gì mất công các chị ạ. Cho chị Oanh Kim một set này, 40.000 này. Xả ra các chị giá quá rẻ rồi, mất công em xả ra các chị xong là các chị không inbox thì chắc em chết luôn. Nên mình mua hàng mình phải có ý thức, mình inbox ra chị nhá. Mình xác định chắc chắn mình đặt hàng thì mình, các chị chắc chắn các chị mua lấy hàng thì các chị đặt, còn các chị không chắc chắn các chị không inbox được thì các chị đừng đặt hàng. Em nói rõ trên live nhá. Ok chị, nếu mà chị xong thì inbox thì không nói gì, nhưng mà em chỉ nói trên live thôi. Nên là chị nào mình chắc chắn là mình đặt hàng thì mình hẵng lấy, mình chắc chắn là mình đặt hàng, mình có lấy thì mình hẵng đặt hàng, còn không thì các chị đừng đặt chơi nhá mọi người nhá. Tại vì kể cả bán được hay không bán được thì các chị thấy không ạ, nếu mà mình chốt vậy nó cũng mất công đúng không ạ? Em cũng mất công mà các chị cũng mất công, các chị phải ngồi xem live của em nữa. Nên là mình cứ chắc chắn thì mình đặt, mà không chắc chắn thì thôi mọi người nha. À, cho xem váy. Ok chị. Ok chị váy gì, chị váy gì, em nhiều váy lắm mà. Váy á, mười mấy cân hả? Váy 13 cân hả? Đếm lên xem là váy nào size nhỏ ta. Đây có luôn. Đây em còn mấy cái váy size nhỏ này, đẹp lắm các chị ơi, đẹp lắm luôn, trả tặng nốt cho các chị này. Đây nha mọi người nha. Ôi đẹp lắm luôn, váy tiểu thư rất là đẹp luôn nha. Cái này váy này 13 cân đổ xuống vừa này, 9 cân cho đến 13 cân đổ lại này, em bao vừa, nó đẹp lắm luôn nha. Hàng này là hàng em bán là 59.000 đồng một cái đấy. Nhưng mà nó chỉ còn có một cái thôi các chị, còn có một cái nên xả nốt cho các chị vì giá nó 49.000, các chị nhìn hàng là các chị biết nhá. Nói chung là nhìn hàng là các chị biết là hàng chuẩn xốp, hàng Quảng Châu nha mọi người nha. Còn một cái em xả nốt cho các chị vì giá là 49.000. 13 cân đổ lại thôi, vì size này size nhỏ nên em xả cho chị 13 cân đổ lại thôi. Chốt vào đây cho là mã váy hồng của em các chị nhá. Váy hồng của em mặc lên cho bé siêu xinh luôn. Cái cổ nó là cổ sơ mi này mọi người, các chị nhìn tay của nó này. Hàng này nàng thiết kế nha, còn duy nhất một cái xả nốt luôn vì giá là 49.000. Các chị chốt vào đây là mã váy hồng kèm cân váy hồng của em, còn có một cái váy hồng của em 49.000. À, đồ vải đẹp mà rẻ không mua tiếc lắm mọi người. Đúng rồi chị Thanh Thanh, chị mua hàng em quá nhiều rồi. Chị Thanh Thanh, chị mua hàng em quá nhiều rồi. Chị nào lấy cái chị chốt vào đây mã váy hồng nha, đằng sau này chị ơi. Đằng sau cách điệu cực kỳ đẹp nha, chốt vào đây là mã váy hồng kèm cân nặng vậy rồi em. Chứ em các chị nghĩ coi, em ngồi đây em bán mà các chị bảo em chặn chó mà em không bán, em ngồi em không bán thì nói là vô duyên đúng không? Chị nào mua mà em chẳng bán, nhưng mà em chỉ sợ nhất là những chị mua hàng xong bắt đầu không inbox địa chỉ số điện thoại thôi, tại vì rất là nhiều, em gặp rất là nhiều nó rồi. Nên là mất lòng trước được lòng sau, em cứ phải nói với các chị trước vậy. Em cứ nói trước vậy, nên là chị nào chốt thì chốt mà xác định không chốt thì thôi. Chứ còn bán hàng thì ai mà chẳng cần bán đúng không chị, ai mà chẳng cần bán, không còn cần bán thì em ngồi đây làm gì. Thôi nhá, chị nào lấy váy hồng thì chốt váy hồng, mà có một cái thôi, có một cái thôi. Mã váy này cũng rất là đẹp luôn, toàn bộ là và mấy bạn này, mã váy này là hàng Quảng Châu toàn bộ luôn nhá. Size này cũng cho bé khoảng chừng 13 cân đổ lại thôi mọi người. 13 cân đổ lại này em bao vừa nha, 13 cân đổ lại em bao vừa luôn. Cũng còn mấy cái xả nốt được 49.000, hàng này toàn là hàng cao cấp thôi. Hàng cao cấp thôi nên chị nào lấy thì mình chốt nha. Đó, chị nào vừa hỏi em mấy cái mã váy đấy, em lên váy cho. Đó, chị nào chốt thì mình chốt vào đây cho nào mà. Mã này các chị chốt vào đây mã váy hồng để giúp em, còn mã này các chị chốt vào đây cho nào mã váy trắng vào để giúp em nha mọi người nha. Váy trắng vào để giúp em, size này cho bé khoảng chừng từ 7 cân đổ lên cho đến 13 cân đổ lại thôi. Đó, chốt vào đây cho nào mã váy trắng vào để giúp em, giá cho các chị chỉ có là 49.000. Hàng này hàng Quảng Châu cao cấp nha, chứ không phải hàng thường đâu mọi người ạ. Hàng Quảng Châu cao cấp, không phải hàng thường rồi. Chị nào lấy thì mình chốt vào đây cho em, rồi em qua mã đấy các chị ạ. Qua mã đây. Tại chị nào vừa hỏi váy thì em lên váy, chứ hàng này hàng cao cấp. Cao cấp mà bán trị giá 49.000, em nói thật giá quá là yêu thương luôn ạ. Chứ tại vì hàng này nó không có size to gì, mấy cái hàng mà thiết kế chỉ có size nhỏ chứ nó không có size to. Rồi đem lên cho chị Thanh Thanh thôi. Mấy chị này không lên thì đem lên cho chị chốt. Cái chị nào mà chốt hàng thì em lên cho, đem lên cho chị Thanh Thanh ạ. Thơm lắm rồi, hôm bữa chị Thanh Thanh mua là mã quần nào rồi em lên mã quần khác nhỉ? Hôm bữa chị Thanh Thanh mua em là mã nào, ta có phải mã này không ta? Ừ, đúng rồi, mã quần này thơm này, đúng chị Thanh Thanh mua mã này đúng không? Có đúng chị Thanh Thanh mua mã này không? Có đúng không? Có đúng chị Thanh Thanh mua mã này không? Đúng mã này thì em lên mã khác rồi.
mã này thơm chắc đúng mã này, sao mà quần nó em không hiểu sao quần nó thơm vậy nhỉ, sao thơm ơi là thơm luôn ạ. Rồi em lên mã khác thôi chị ạ. Cái này em còn có vài cái từ đấy giờ em chưa lên được nữa. Đây mã này em còn size 30 này, 27 này, 26 này, một cái size 9 này. À, một cái size 6, một cái size 26, 27, à, 29 và 30, hết size 28 rồi nha. Hết size 28 rồi. Đó chị nào vừa nào thì các chị chốt từ đấy, hàng này hàng chuẩn size các chị nhá, hàng chuẩn size đấy mọi người ạ. Hàng này hàng chuẩn size, lưng siêu cao luôn, hàng bộ quần bò cao cấp lưng siêu cao đấy mọi người nhá. Đây các chị nhá. Size này là size 30 này, chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Lưng cao dã man rồi, lưng rất là cao, cực kỳ cao luôn. Chất jean co giãn 4 chiều cực kỳ thoải mái luôn. Co giãn 4 chiều cực kỳ thoải mái luôn nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đó, hàng cao cấp. Hàng này hôm bữa em có bán là 179.000 các chị ạ. Chị nào có mua là biết rồi nhá, tại vì đợt mà em bán đồ người lớn là em có mua là các chị biết rồi. Em có mua là mọi người biết rồi nhá. 179.000. 179.000 giờ em sẽ thanh lý nốt cho các chị luôn. Hàng này các chị mua ngoài shop không bao giờ trên dưới 200.000, em thanh lý nốt cho chị mã này luôn, tại vì hàng này hàng cao cấp. Cao cấp hơn cái quần hôm bữa chị Thanh mua em luôn á. Em bán tặng nốt cho chị với giá là 159.000. 159.000 chất không đẹp em không lấy tiền mọi người luôn. Hàng này hàng 179.000 chất co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Hàng này nó còn đẹp, hàng nó cặp nó còn cao hơn cái mã trước chị mua luôn đó chị Thanh này, nó còn cao hơn luôn á. Rồi chị nào lấy các chị trêu chốt vào đây là Q159 vào đấy giúp em nhá. Hàng chuẩn xịn, hàng Quảng Châu còn cao cấp luôn. Q159 mà để giúp em xả luôn các chị, giá là 159.000 đồng một quần. Quần này không thơm, quần kia thơm chứ quần này không có thơm đâu chị Thanh Thanh ạ. Quần này em thấy nó không có thơm đâu. Hàng cạp cao hai nốc nha, siêu cao luôn. Hàng này siêu cao, cao hơn cái quần lần trước chị mua luôn á, cao hơn luôn nhá. Đó, Q159 mà để giúp em xả luôn các chị, giá là 159.000 chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Cái màu quần này thì nó quá là đẹp luôn á. Em lấy cho chị em chọn màu gì, riêng em lấy hàng không có chất xấu đâu, em bao mọi người luôn á. Q159 kèm size phải ghê. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Còn có mấy cái thôi, còn nhiều. Mấy cái còn nhiều. Chị Thanh Thanh mấy cái 29 cũng được chị Thanh Thanh ạ. Lấy cái 29 cũng được. Rồi chị nào lấy cái chị chốt vào đây là nó Q159 mà để ra 159.000 đồng một quần. Còn có mấy cái thôi, còn nhiều nữa. Còn có mấy cái nữa thôi. Tại vì bây giờ em cũng không có bán quần jean nữa nên là em xả tặng nốt thôi. Không có bán quần jean nữa. Đây đồ bé, đồ người lớn bán chậm quá nên là thôi chả bán nữa. Không bán nữa. 159.000. Chị nào lấy quy chốt Q159 nhá, có size 6 không chị? Size 6 còn một cái nữa chị ạ, size 6 còn một cái nữa. Rồi chị nào lấy thì chốt vào đấy cho Q159 nhá. Q159 vào đấy cho em rất là đẹp luôn. Tiếp like chẳng có tương tác, em chẳng muốn like nữa mọi người ơi. Các chị muốn em lên gì không em lên cho mọi người ơi. Mấy chị có đơn đấy, các chị muốn em lên gì em lên cho. À, chị Thanh Thanh còn lấy cái đấy không chị Thanh Thanh? Chị Thanh Thanh còn lấy cái đấy không? Nếu chị Thanh Thanh lấy cái đấy em lấy cho chị Thanh Thanh cái size 29 nhá chị nhá. Size 29 nhá. 29 với 28 nó không chênh nhau nhiều đâu chị ạ. Em lấy chị size, em lấy cho chị cái size 29 nhá. Các chị lên gì em lên cho, lên đi comment em lên cho chị ạ. Lên gì comment em lên cho. Chả có chị nào comment gì nữa à. Q1 kèm size đối với em bán chị giá 159.000 đồng một cuộn. Chất không đẹp lấy tiền. Q1 size bán cho chị Trang Lê này. Ok chị Trang Lê này. Em thanh lý thôi chứ còn làm gì có quần này 159.000 em bao giá mọi người luôn ạ. Không bao giờ có quần này 159.000. Em không mặc lên cho các chị xem thôi chứ em mà mặc lên cho các chị thì hay em mặc thử cho các chị xem nhá. Để em mặc thử cho mọi người xem nhá. Các chị có ok em mặc thử không em? Ok em mặc thử cho. Ok thì em mặc thử cho các chị xem. Nếu ok thì em mặc, không ok thì thôi. Tại vì mặc cái này tháo ra tháo vào cũng mất công lắm. Q1 kèm size với em giá cho chị là 159.000. Em mặc thử cho chị xem nhé. Ôi đẹp lắm á chị ạ, đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn, mặc thử cho mọi người xem luôn. Mặc cho chị xem dáng quần không? Em có mặc rồi. Em tính là để một cái mặc rồi nhưng mà em tại em nhiều quần quá nên em không có để lại thôi nhưng. Nâng siêu siêu cao luôn. Ơi mông em to nên mặc quần jean đẹp lắm. Em mặc quần jean đẹp lắm các chị ạ. Tại mông em to.
Người thì nhỏ nhưng mà mông thì to. Được cái mũi mông to. Đây. Lưng siêu cao luôn. Trời ơi, nó cao hơn cái quần này. Em đang mặc quá trời luôn. Qua rốn quá là nhiều luôn. Đây. Đứng lên cho nó đỡ to mông. Đây nha chị nhá. Đẹp không mọi người? Ôi ơi, siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Quá là đẹp luôn. Đẹp không ạ? Đó. Chốt vào đấy cho em là Q159 mà để cho em các chị nhìn cách điệu này. Quá là đẹp luôn nha chị em, lưng siêu cao, các chị nhìn là cao hơn cái quần bên trong này rất là nhiều của em luôn, thấy không? Đó. Đinh xinh không các chị? Quá là xinh luôn nha mọi người nha. Cho chị trang lên một cái em đang mặc đi. Đây nhá, cái em đang mặc là size 27 cho chị trang lên nó đi. Co giãn thoải mái lắm chị ạ, co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Nó co giãn lắm, nó co giãn kinh khủng khiếp luôn á. Sao lại không vừa được? Chị sợ rộng hay là gì chị? Chị Thanh Thanh sợ rộng hay là sợ gì chị? Áo bạn mặc có bán không? Không chị ạ. Áo em mặc lâu đời lắm rồi. Áo mặc em mua trên Lazada đấy, 90 95 nghìn một áo mua trên Lazada. Chị Thanh Thanh chị mua quần đẹp quá nên là này chị này quay lại chị mua tiếp. Hồi em lên mấy mã cho nhiều mã lắm. Các chị mà mua quần jean thì hồi em lên cho đầy. Em còn nhiều lắm nhưng mà tại em chưa lên thôi. Trước em bán đồ người lớn chứ em đâu bán đồ con nít đâu. Cho chị trang lê này. Trang lê cái này này. Các chị mua ngon quá nên xả chị có 159 nghìn. Các chị mua các chị ngon quá luôn ạ. Sợ rộng rộng đâu chị ơi, rộng như chị Thành Thành. Không rộng đâu. Đây em cho chị xem một hai size 29 chị Thành Thành. Tại vì như em mà em đợt trước không đợt tại đây là em xuống cân này chưa. Trước mà em mặc size 2 em mặc size 28 mà em lấy size 29 em mặc vẫn bình thường vừa đấy chị ơi, không có sao đâu. Không có rộng đâu chị ạ, không có rộng đâu chị Thành Thành ạ. Không có rộng đâu. 159.000 đồng một quần. Bán quần jean thế này lên view nhỉ mọi người nhỉ. Hai anh em bán quần jean luôn đấy chị nhá, tự nhiên lại lên view thế này. Cho chị Thanh Thanh cái này là ok chị Thanh Thanh này. 159.000 ok chị Thanh Thanh luôn. Bán quần jean tự nhiên lại lên view. Rồi có muốn em lên quần jean nếu em lên nữa cho các chị ơi, có muốn em lên quần jean nữa không em lên cho. Lâu lâu đổi đồ người lớn bán cái lại hay chị nhỉ, thôi em đổi đồ người lớn đi. Đổi người lớn đi. Bán đâu chị mà áo này tặng cho mọi người luôn này, đổi ít đồ người lớn thì xem là như nào, phong thủy nó có tốt hơn không. Đúng là này, em bán đồ người lớn chứ phải em bán đồ con nít đâu, nhưng mà tại vì em bán đồ người lớn thì nó chậm nên em đổ qua đồ con nít. Đây đồ người lớn em còn nhiều lắm đây đó chị nhá, 40 cho đến 50 em 40 cho đến 57 cân đổ lại em bao vừa luôn đó chị nhá. Đây mặc thử cho các chị xem rất là đẹp luôn. Mã này hôm bữa em chưa có lên đâu. Comment lên giúp em mọi người, tự nhiên lại đứng im comment rồi. Đây chị nhá, cực kỳ đẹp luôn. Hàng này hôm bữa em bán là 49.000 chị ạ. 49.000 đồng một áo đấy. Là chị nào lấy em xả nốt luôn thì giá là 39.000 đồng một áo luôn. 39.000 đồng một áo đó, chị nào lấy các chị chốt vào đây mã A1 kèm cân nặng rồi đấy. A1 hàng phi size. Đó, bán đầu bé quen rồi giờ này. Đây chị nhá. A1 kèm cân A1 vào đấy cho em với giá A1 kèm màu chị ạ. Trời ơi bán đồ bé biết giờ thành bây giờ thành ra là bị quẫn luôn rồi các chị ạ. Mình chốt vào đấy cho nào A1 kèm màu đấy cho em nhá. Giá cho chị là 39.000 đồng một áo, chất không đẹp không lấy tiền mọi người, toàn bộ họa tiết là thêu. Chị nào đấy các chị chốt vào đấy cho là A1 các chị nhá. A1 phải cho em. Đây A1 phải cho em. A1 kèm cho em là sọc đỏ nè. A1 kèm cho em là sọc xanh nè. A1 cho em là sọc vàng nè. A1 tím nè. Đó, chốt vào đây là A1 các chị nha. A1 phải cho em kèm màu, giá của chị là 39.000 đồng một áo nha mọi người nha. 39.000 em xả đồ người lớn. Em xả đồ người lớn chơi chơi cho đỡ buồn vậy thôi. Chơi chơi cho đỡ buồn, chị nào lấy chốt A1 phải cho em. Đó, ủng hộ em đi mọi người ơi, các chị ủng hộ em đi để em bán xả đồ bớt đồ người lớn coi. Chị nào lấy chốt A1 nha mọi người nha. Đẹp như này các chị cũng lấy, chất của nó chất tăm nha, cực kỳ đẹp luôn. Ngọc Lan này size 26 kìa chị. Ủa vậy hả? Chắc là ẩn cơ men không nhìn thấy đấy.
Rồi chị nào lấy A1, các chị chốt A1 nhà ấy, nó mặc nha, chỉ có 39.000 thôi mọi người, em bán cho chị giá rất là yêu thương luôn. Quá là yêu thương rồi chị ạ. Hôm bữa em bán 49.000 bây giờ em xả nốt chị 39.000 thôi. Chị nào lấy các chị chốt A1 nha mọi người nha. A1 A1 phải rẻ. Không chị nào lấy à? Không chị nào lấy à mọi người, không chị nào lấy hả? Có muốn em lên quần jean được không? Em lên quần jean cho. Các chị có muốn em lên quần jean không? Em lên quần jean cho. Comment đi em lên cho. Các chị nào nói năng gì à, có lên quần jean không các chị? Em để lại luôn cái áo này em mặc luôn. Để im cái áo này mặc luôn. Áo này em cũng có lấy mặc rồi. Đây, quần jean của má này em còn có mấy cái này. Xả nốt cho mọi người luôn. Chấm bài đi mọi người, các chị chấm bài đi giúp em với. Cứ lúc ẩn, lúc hiện, cứ lúc lên, lúc xuống vậy mọi người. Tiếp tương tác kém dã man khủng khiếp luôn. Quần jean em còn size bao nhiêu đây ta? Mã này cũng quá đẹp luôn, còn size 30 này mọi người. Mã nào cũng đẹp nha, mã nào cũng đẹp luôn. Trời ơi, quần jean siêu cấp luôn. Size 30, 28 này, 28, 29 nè. Mã này có 28 ấy, chị Thanh Thanh ấy có lấy mã này không? 28, 29 và 30, 3 cái. 3 cái 28, 29 và 30, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, em lưng siêu cao luôn, toàn là lưng cao. Toàn bộ là lưng cao hết. Quát này là quát nhẹ, em quát nhẹ rất là đẹp luôn. Em test cho mọi người xem này. Cực kỳ đẹp luôn. Mã này em bán tặng luôn, nó chỉ giá là 149.000 đồng một quần. Riêng mã này là 149.000 chốt và em ra mã Q2 149.000 nha mọi người nhá. Cái này là bán tặng cho chị thôi, không phải là giá đâu. Để chị nhìn này. Đó. Cực kỳ đẹp luôn, chuẩn hàng Quảng Châu nha mọi người nha. Đó, chốt và em là mã Q2 kèm cân nặng với em, lưng siêu cao luôn. Siêu cao nha mọi người nha. Chốt và em là Q2, size cho size từ 27 cân đến 30 cân đổ lại em bao vừa luôn. Nhà các chị nhìn màu quần này, quá là đẹp luôn nhá. Chốt Q2 và lấy giúp em nha mọi người nha. Q2 phải duyên. Không lên comment được nữa luôn. Trời ơi, đứng im comment luôn rồi. Chị nào lấy Q2 chị chốt Q2 phải duyên em nhé. Chấm bài đi mọi người ơi, chấm bài này duyên em với, tự nhiên đứng im luôn rồi. Ơi đứng im luôn, không có chị nào nói năng gì luôn. Các chị muốn em lên gì em lên cho, các chị không nói năng gì à. Đây nhá, chị nào lấy Q2 chị chốt Q2 với em, mã này bán tặng luôn, các chị giá là 149.000 đồng một quần. Chất không đẹp em không lấy tiền mọi người, nó rất là đẹp luôn, đẹp lắm luôn. Nhưng mã này nằm miếng không mặc thử nữa các chị ạ. Mã này không có chị nào có lên comment em không mặc thử nữa đâu. 149.000 đồng một quần, hàng Quảng Châu cao cấp. Chốt vào đây là Q2 nhá. Ôi, dã man tự nhiên đứng im luôn. Tối nay không biết ám kiểu gì, trưa đây. Trưa nay cũng đứng im comment và giờ này cũng đứng im comment buổi tối luôn. Trời ơi, các chị comment lên dùm em cái. Lên gì được mọi người ơi, comment lên dùm em cái. Chị comment lên dùm em với. Lên đi em lên cho. Chả nhẽ giờ này đi nghỉ live thì sớm quá. Giờ này nghỉ live thì sớm quá các chị ạ. Xem nào lên cho chị mã gì để tặng, để xem nào lấy tương tác xem nào. Em xem là tặng để lấy mã nào để lấy tương tác rồi chị ạ. Tặng cho chị mã nào mà để lấy tương tác để cho lên view nhỉ? Trời ơi, không chị nào chấm bài luôn. Như kiểu là ma ám vậy mọi người. Sao các chị không chấm bài lên giúp em? Mà chấm bài xem là còn ai đang xem không mọi người? Chấm bài lên giúp em xem là còn ai đang xem không?
bộ thổ cẩm này các chị ơi, còn có một bộ này, bộ thổ cẩm này còn có một bộ size này khoảng chừng cho bé 15 cân đổ xuống mặc vừa này mọi người ơi, 15 cân đổ xuống mặc vừa này, 15 cân đổ xuống mặc vừa còn có một bộ nữa thôi, còn có một bộ thôi. Chị nào lên comment em tặng cho chị, giá nó 29.000 các chị ơi, 29.000 đồng một bộ, em thử tặng chơi xem là có lên được comment đâu. 29.000 nha, chị nào lấy các chị chốt vào đây mã thổ cẩm kèm cân nặng và thổ cẩm vào cho em. 15 cân đổ lại bao vừa luôn, giá nó 29.000 nha chị ạ. 29.000 nha, chốt vào đây mã thổ cẩm. Thổ cẩm kèm cân nặng cho em 29.000 đồng một bộ. Xinh lắm nha mọi người nha, xinh nhắm lắm luôn nha. 29.000. Trời ơi cứ như bị điên đấy, tự nhiên chả thấy comment, tự nhiên đứng im luôn. Thổ cẩm vào đấy cho em nha, giá là 29.000 đồng một bộ chị ạ, 29.000 nha. Tự nhiên cứ như điên vậy, chả lên được comment thì tự nhiên đứng im luôn. Chị nào lấy thổ cẩm với chị chốt thổ cẩm đi em nha, thôi nghỉ like đấy chị ạ, nghỉ like đây. Không lên một cái comment gì luôn. Chị nào chốt đâu, thôi em nghỉ like đấy chị ạ. Khiếp gì đâu mà like, không có một comment nào lên, ớn thật luôn á. Chị nào có đơn inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha, chắc là mấy chị kia có đơn chả có chị nào inbox rồi. Em xem kiểm tra xem là có chị nào inbox không. Không biết có chị nào inbox không nữa. Thôi em nghỉ like đi các chị ơi, em nghỉ like đây. Bye bye mọi người nhá.